Lạnh quá chị ơi. Rét thế. Ôi rét thế. Người trời tung cháy thế. Lạnh quá. Ôi cái gì đấy? Hả? Kim sờ chi. Chó làm cái kế hoạch của mình. Mẹ cái thằng Năm này nó không làm được cái chuyện gì cả. Mình cái này phải. Con lợn nó, à con lợn kim chi đấy. Lợn kim chi. Nó đi rồi. Đi nhanh thế. Nó còn cay thằng Năm đấy chị ạ. Nó đi đâu đấy? Em ơi, mình đi theo nó không? Mình đi theo nó à? Con nên đi theo không? Mình đi xem mình sợ lắm. Mình cứ đi theo xem nó làm gì nữa, mình không làm được thì mình lại về mình gọi mọi người. Sợ thế. Ui cái gì? Ui. Thằng này hung hãn nhỉ. Ui, anh Bốn mà cưới phải thằng này về nó đấm vỡ mồm. Đúng rồi. Mày có anh Bốn không cưới. Cái còn, nó vẫn còn đòi lập bây kế giờ hoạch. Còn nhiều kế hoạch nữa nó bảo vậy. Ui, bắt bọn nào nữa muốn tóm sống bọn mình báo thù. Ui, dù, cái thằng này gan nhảy ra như đỉa. Ở đây nó chui vào đấy chẳng nhìn thấy nó nữa rồi. Nó đi mất rồi. Hai mình về mình gọi mọi người đi. Ừ đi về báo mọi người là nó lên. Ui, dù, thằng này vẫn yêu anh Bốn vẫn ai lắm gì chụt anh Bốn. Ôi không thể tả được. Ôi dồi ôi kinh thế. Nó lên ôi, cơn rồi. Nhìn em nó đập chết đấy. Mày đứng yên. Ôi dồi ôi. Nó vẫn ở dây ngộ trong đấy em ạ. Vẫn ngộ trong đấy hàng ổ nó ấy cái gì. Ừ, lần trước nó cũng ngủ trong đấy. Nó chui đấy nhìn em sao được. Không nhìn được. Ừ. Ôi, thằng này bị điên rồi. Thằng này yêu quá hóa rồ rồi. Ôi thằng này hóa ngộ rồi. Thằng này chính như nó lên cơn hay sao ấy. Nó làm gì kia? Không làm chuyện này cũng xong rồi. Cái gì đấy hàng ổ đấy. Hàng mình đi về gọi mọi người không chị? Ừ. Chị phải gọi mọi người đi. Đi. Let go. Baby. Ủa dỗ tao đi về đấy. Kệ mày mà tưởng nhau đi. Chị về chị gọi mấy anh đi nhá. Em về em gọi anh Bốn này. Bốn lần này. Thế tao phải gọi thằng nào? Thằng Bảy à? Ừ. Thằng Bảy. Thằng này. Ừ anh. Thấy mỗi đứa một nơi à? Thấy mỗi đứa một nơi rồi à? Nguy hiểm đấy. Bye bye chị. Em đi trước đi. Nó đánh tao. Ôi dồi em ơi. Tao cũng đi. Ui dồi, hai thằng nó kia rồi, bảy đây rồi, sáu đây rồi. Đây rồi, vui quá. Anh làm sao? Ý thằng Năm đang ngủ đây này. Ui dồi. Anh làm sao? Chúng mày lại đánh nhau tiếp à? Đừng đánh nhau nữa, có gì đâu. Bảy ơi, bảy, ai đi ra? Thì nó thích anh Bốn. Bây giờ mày cứ đòi đằng nặng anh Bốn là của mày à? Hả? Anh Bốn là của Trung. Vậy còn sao mà còn đánh tao? Mày còn gây sự với tao? Hả? Mày còn gây sự với tao? Mày gây sự với tao? Chú mày hâm à? Bảy ơi. Cái gì? Mày cũng trông thằng Năm à? Thằng Năm kia. Đâu? Vô thế rồi. Ở đây á? Vô đây. Sao để nó ở đấy? Thì phải để nó ở đây chứ. Thế nó dậy nó chạy mất thì sao? Hay là chúng mày cứ đánh nhau vậy? Dậy được thì đi này. Ôi giời ơi. Không bao giờ dậy được. Tại sao? Sao nó không dậy được? Chúng mày làm gì nó rồi? Không bao giờ dậy được. Nhưng mà chúng mày làm gì nó mà nó không dậy được? Nó ngất xỉu rồi. Ôi mày gót khổ thân nó. Này. Thôi đừng đánh nhau nữa. Nó nói với em là em không biết em làm cái gì mà nó bảo là nó chịu đựng em mấy bữa nay rồi nó tức. Thế nó cứ gây sự với em thôi. Thôi. Thôi bảy ơi, sáu ơi, hai đứa chúng mày nhường nhau một chút đi. Anh Bốn là của Trung, mày 246, thằng kia 357 chủ nhật cho đứa khác. Nó có ghen là em yêu anh Bốn hơn nó ấy. Nó ghen như thế. Bây giờ nó yêu mày yêu nhiều hơn nó thì nó cũng yêu ít hơn mày rồi thì không quan trọng cái việc đấy. Đúng quan trọng là việc bây giờ tao nhìn thấy thằng Kim Chi. Ở trên bờ đê. Nó nói chuyện một mình. Nó đi một mình xong rồi nhá. Nó lên kế hoạch. Nó chuẩn bị lên kế hoạch để hạ chúng mình tiếp đây. Nó đang cay cái vụ chúng mình là cay thằng Năm này này. Vãi. Thế rồi thằng Năm sao? Tao không biết. Bây giờ thằng Năm thì phải làm như nào? Còn thằng Kim Chi là... Chị đi gọi anh Bốn đi.
đi gọi tập hợp anh bốn đi xong rồi lôi thằng Năm đi. Thôi thì gọi anh bốn hả? Thôi gọi em bốn đúng không? Ừ, bây giờ đi gọi anh bốn đi. Thật hả? Ừ. Tao chẳng nhớ nữa. Thật hả? Và canh thằng Năm nhá. Thôi đi gọi anh bốn. Ừ, đi gọi anh bốn đi. Thật không? Vậy con xa đâu? Con xa ra đi gọi anh bốn đây. Vậy thì đi lôi về đây. Đi lôi về? Ừ. Lôi anh bốn về à? Ừ, lôi bốn về đây. Sao phải lôi? Đánh thằng này. Thì kệ thằng nó đấy đi, mày đánh là được rồi. Không, đánh thằng nào xong rồi lôi đi, nó đi gặp thằng Chi Chi chứ. Hai đứa chúng mày đừng đánh nhau nữa nhá. Đi rồi, chị đi đi. Tao đi, tao sợ hai đứa chúng mày đánh nhau á. Ui giời. Tao biết. Đi, 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 đi. Đừng đánh nhau nhá. Không đánh nhau đâu. Đừng đánh nhau. Không đánh nhau đâu. Đừng đánh nhau mà. Không được đánh nhau. Yêu thương nhau, ôm nhau đi. Đừng đánh nhau nữa. Không đánh nhau. Tao sợ chúng mày đánh nhau, tao không dám đi. Tao không cản được. Thôi đi đi, đi kiếm mình bốn đi. Đừng đánh nhau nhá. Đừng đánh nhau nhá. Đừng đánh nhau. Đừng đánh nhau nữa. Ơ thôi đừng đánh nữa. Ui anh bốn mấy con bú chát ra ở đâu rồi. Đi đi rồi đi rồi. Trời ơi. Mệt mỏi bọn này sao đánh nhau. Mệt 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 em. Em em em. Anh bốn ở đây à? Anh bốn này nè. Nãy từ nãy giờ cứ ngồi ở đấy thôi. Cứ ngồi vậy nữa. Ngồi em hỏi trả thì bảo làm sao cả. Cứ ngồi như này thôi. Ừ cứ ngồi thẫn thờ như kiểu là tương tư ấy. Tương tư về người. Anh bốn. Em bốn bỏ. Ui giật cả mình. Giật cả mình, giật cả mình. Mày có thấy thằng Kim Chi đâu không? Ôi, bây giờ lại còn thấy thằng Kim Chi nữa. Kim Chi ở đâu? Kim Chi ở đâu? Kim Chi ở nhà Kim Chi. Mày có biết Kim Chi đâu không? Kim Chi nó ở bãi cứt. Ui, anh hỏi chỗ nào? Kim Chi nó ở chỗ nào? Này, Kim Chi bây giờ nó đang ăn phân bò mà. Ui, nó đang ăn phân bò. Nó không ăn tao đi, nó lại ăn phân bò. Ôi, lệ hôn. Anh lại còn... Kim Chi đâu? Kim Chi đâu? Anh ơi, Kim Chi thế nào không? Kim Chi ở Hàn Quốc. Ui ôi, sao có người đi sang Hàn Quốc rồi? Kim Chi là... Nó đợi tao mà. Nó bỏ anh rồi, anh bị dở mà cứ để đi đâu còn Kim Chi. Đi tìm Kim Chi đi, chúng mày biết Kim Chi không? Chỉ ta đi Kim Chi đặc sản Hàn Quốc mà đang ở trong món lẩu, à, món nướng này. Ôi ôi, không phải, Kim Chi kia cơ mà. Thì Kim Chi cái bây giờ... Kim Chi đấy cơ mà. Nó bỏ vãi cung nó đi ra rồi, nó đi rồi. Cái thằng Kim Chi nó lên đĩa ăn rồi, nó lên đĩa rồi. Này, mà sao tự nhiên anh lại đi tìm thằng Kim Chi làm gì? Trời ơi, bây giờ tao đi theo Kim Chi rồi. Chúng mày đừng có bụng cả tao. Lại đi theo Kim Chi. Thằng Kim Chi đâu đây để tao biết đời tao đi theo Kim Chi. Ôi lại. Anh bị gió à. Này hay là anh lại trốn bọn em. Trốn cái gì tao đi gì mà. Trốn trốn Việt Nam mà anh. Trốn trốn Việt Nam mà. Anh bị gió à. Tao đi Kim Chi đây. Ôi anh không mà đi theo thằng Kim Chi. Ôi là tao đi Kim Chi. Anh bị gió à. Ôm chân. Ôm lấy chân anh đấy. Tụt quần anh đấy xuống. Anh bị gió à. Lại bắt cọc. Anh vừa vãi thôi. Không. Này, anh bốn là hôm qua. Đùa với mày đâu. Hôm qua anh còn đánh Kim Chi mà. Hôm qua anh bảo anh trốn. Chúng mày bắt tao lại, tao báo người bắt chúng mày đi đây. Em chúng chẳng sợ anh. Chuyện con. Anh lại trốn với em với cái gì? Anh bị gió mà anh lại đi tìm thằng Kim Chi. Trốn trốn Việt Nam mà. Bắt chúng mày đi là chúng mày bắt trong chuyện con đấy. Anh ơi, Kim Chi. Kim Chi nó kinh lắm. Anh đi bỏ anh đi còn chuyện trâu nha. Tao đi tìm Kim Chi cơ. Anh ơi, chúng mày bây giờ là Kim Chi. Tao phải tìm được thằng Kim Chi. Thế bây giờ anh nhớ Kim Chi à? Kim Chi ơi. Chết giờ rồi. Bây giờ tâm trí. Mày không biết đón tao đi. Anh ấy không. Anh ấy bảo bắt cóc trẻ con. Trong cái này còn bắt Kim Chi đến đón nữa. Anh là trẻ trâu nữa đâu mà anh còn thế là mẹ vậy. Thế là anh Ninh nghĩ chúng mình là kẻ xấu bắt cóc anh đấy. Ôi trời kéo lại. Ôi trời đừng đi. Đừng có đi. Đừng có đi. Anh ơi Kim Chi. Anh ơi Kim Chi nó đang lên kế hoạch hãm hại mọi người đấy. Anh đừng đi. Nó còn bớt lừa. Anh bây giờ anh mấy tuổi? Anh ơi, anh mấy tuổi? Anh ơi, anh bao nhiêu tuổi mà anh còn thấy trẻ con nữa hả? Không biết. Không biết à? Bây giờ Kim Chi, giờ chỉ biết Kim Chi thôi. Kim Chi nó ăn cho ăn bùa mê thuốc lú thì bây giờ Kim Chi, Kim Chi. Và rồi, Kim Chi nó đang đóng gói ở Hàn Quốc rồi. Ôi em lại anh đừng có như vậy nữa. Không được, không được. Anh ơi, bình tĩnh. Anh ơi bình tĩnh đừng có đi. Đừng có đi mà. Anh ơi đừng đi. Đừng đi. Anh ơi đừng đi. Anh đừng đi. Anh đừng đi. Nặng không đau rồi. Anh đừng đi. Tôi rách người rách cho tao. Rách quần à? Đừng đi. Ôi anh ơi rách quần chưa? Rách chân chưa gọi về đi. Này. Em nói Kim Chi đang ở Hàn Quốc rồi. Ôi vẫn biết sách tất đây này. Ôi vẫn nhớ sách tất này. Vẫn còn nhớ thằng Năm à? Thằng Năm á?
Thằng 6 với thằng 7 đang giữ rồi. Đâu, đi, 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 ôi trời ơi, tưởng đi quan tâm thằng Năm đi hỏi thằng Kim Chi ở đâu á? Thằng Kim Chi ở đâu bắt nó về. Thằng Năm á, thằng Năm ở chỗ thằng Bảy. Chúng mày cứ tưởng thật ra đâu còn biết ai. Trời ạ. Trôn trôn Việt Nam. Trôn trôn thôi, nhưng mà thằng Năm ở đâu? Ở chỗ thằng Bảy với thằng Sáu. Đâu chị đưa em đi. Đi thẳng ra phải, không ra trái. Thẳng ra phải, mày phải chị không dẫn đi. Mày đi đi, mày tự đi mà đi. Đây này tao bắt được cái gì về đó đội nó. Đánh bắt nó làm gì? Rồi đi thẳng rồi thì sẽ phải đi. Mà còn bày đặt là đi tìm Kim Chi. Tao nhớ nữa. Sẽ phải đi. Ê chị, có khi là thích nhưng mà lại giờ với. Ừ. Rồi ở bên nó. Ôi, hai này, có khi ở bên nó xong rồi giờ nhớ nó thật đấy nhỉ. Yêu nó rồi. Giờ bên nó làm. Ôi giời, mày đừng nhớ. Nãy mày đặt. Ê, tao nhớ Kim Chi. Anh ơi kìa. Đây. Ê. Đâu giống nhau. Ê giống nhau. Giống gì nhỉ? Ô giống nhau. Không có. Anh như vậy chứ không phải chứ thì sai thôi. Ôm nhau rồi. Từ nãy giờ toàn vậy thôi. Có vẻ. Ừ. Có vẻ yêu thương nhau vậy. Thằng kia nằm đẹp dí mới. Chúng nó chỉ đánh nhau vậy thôi, vui mà. Xem nói chuyện nó rõ ràng đầu đuôi xem nào. Lên rồi. Nó tính lại đi. Tát nó đi. Bùm 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 đi. Em ơi, em lại đi rồi. Năm ơi. Thằng này phải dí vào cất bò mới tính được. Em ơi, tính lại đi. Tính lại đi. Tính lại đi. Tỉnh dậy đi. Tỉnh chưa? Tỉnh dậy chưa? Đau rồi, đau rồi. Đau rồi, đau rồi. Đau rồi, tỉnh rồi. Tỉnh rồi anh ơi. Đau rồi. Ôi trời, biết đau là tỉnh. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Thôi em ổn không? Are you okay? Okay, okay. Okay. Baby. Cho nhau thở đi. Thở bây giờ. Gần tắc thở. Hô hấp. 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 Hô mới tính lại đi. Tính lại đi. Ôi dậy rồi, xin rồi. Chưa ngủ. Vẫn thở. Tháng năm. Vỡ mũi rồi, xong rồi. Gây mất mũi trăm triệu rồi. Như thế mới nào, hàng năm. Em không biết. Sao mẹ không biết? Mày đừng có nói cái câu vô trách nhiệm như thế nha. Tại sao lại không biết? Tại cái gì? Thằng Kim Chi được góp tiền này, em đi theo nó. Được cái cục cướp. Thế là mày có được tiền chưa? Mày dễ được tiền chưa? Tao có bảo mày rồi, tao từng chạy rồi, không có tiền đâu. Mày làm gì mà thiếu tiền? Mày vì tiền mà mày dám đi. Mày dám đi làm hại anh hả? Mày phản bội bọn bạn bè à? Mày ngu. Mày đi theo Kim Chi đấy, anh đứng tao đó. Nói gì đi chứ? Nói là bế ra cho tao. Thì tại hôm nọ em nghe chị Trà Ram với bà Rê này nói câu chuyện 3 tỷ, thằng Kim Chi cho 3 tỷ. Chả biết bà gì. Bà Rê bắt anh đi, thì bà bắt anh cưới thằng Kim Chi. Này, thì tự nhiên đi với anh tao. Em đã cắn 100% mà. Này, đến được chứ mày. Tại sao chúng mày lại đâu ra cái 3 tỷ nữa? Bây em không biết gì hết. Chẳng biết gì cả, tự nhiên nó bịa chuyện. Mày giải thích rõ ràng cho tao biết thì tao không có nói. Anh cũng tin nhá. Nó bịa chuyện. Anh tin anh đi hỏi thằng Kim Chi xem, em nói vét ra. Mày hộ tao đi hỏi Kim Chi nó bắt tao à? Mày bị nhưng mà mày nói 100% không? Nhưng mà có đâu, anh cũng tin tôi.
Mày chắc chắn chưa? Mồm em nó nghe đấy, em phải bỏ thật chứ. Nhưng mà nó không chuẩn đâu, nó chỉ chắc chắn không phải đâu, em không biết. 3 tỷ ở đâu? 3 tỷ ở đâu? Làm gì có 3 tỷ? Thế là mày chụp chắc đấy. Cái đấy mà em không biết. Không biết. Nó lỡ lời, nó nói em nhầm. Em không biết, em nói nhầm. Ý em là em không có tiền nên em không biết được. Đúng. Ý là không phải vậy. Không em nói thật với anh là bọn em có 3 tỷ bọn em đi ở đây làm gì? Bọn em đi du lịch rồi. Chụp anh ăn quả chuối này. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa? Thằng đấy nó chơi chắc chắn làm sao mọi người tin nó? Nó vừa lừa anh đấy. Anh ơi, nó lừa anh đấy. Nó còn lừa anh đi gốc cây thằng Kim Chi bắt anh cơ. Nó lừa đấy cái. Mày có phải mày lừa không? Đúng không? Em không lừa anh đâu. 100% nó lừa. 100% mà nó lừa. Đúng rồi. Ấn đầu chắc chắn không? Ấn đầu vào cái châu. Không phải chắc chắn mà. Đúng không? Vậy cái vụ mày bắt anh lên cái gốc cây bắt anh điểm sao? Em bắt anh chỉ vì tiền thôi. Đây là cái gì đấy? Đây 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 đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Này, ba đứa chúng mày nhá. Ba đứa chúng mày bây giờ vứt đi rồi. Vì tiền mà ra rồi. Này, em nói thật với anh là vứt nó đi thôi, còn bọn em không thể nào vứt được. Vứt được, bọn em luôn thì bọn em lo cho mọi người, bọn em có tiền bọn em chia sẻ chứ. Mày chia sẻ gì mà mày 3 tỷ mà tôi không đồng nào. Bắt hôm Tết đi bọn em cho thằng này tiền cơ mà. Không 3 tỷ đâu. Làm gì được? Làm gì có? Chúng mày vì 3 tỷ mà chúng mày dám phân dám hạ lại người khác à? Em nói thật nhá. Kể mà có 3 tỷ thì nó khác, nhưng mà không có 3 tỷ. Ừ, mấy là anh cũng không đánh giá 3 tỷ đâu. Có 3 tỷ thì... Cái loại chú mày, cái loại khốn nạn. Bây giờ mày thích làm sao? Nó đi nó, đúng rồi nó. Nó đấy, là nó. Em tưởng nó đi chứ vậy, bây giờ em đi với nó. Còn nó bị tôm qua ngày rồi, em không chịu được, em không đi cùng nó nữa. Vậy bây giờ mày thích làm sao? Đi theo nó đi em, đi. Mày đi theo nó tiếp đi. Đi tiếp đi, đừng ở đây nữa, đi. Đi luôn, cả tao là tao đi luôn đấy. Anh muốn mà đuổi tao như thế, tao đi luôn. Mày thích làm sao, mày đi. Mày đi được, mày đi đi. Mày đi. Anh bốn hỏi tao nhá, đồ nó kích chậu, tao chết luôn. Từ nay trở đi, em không đi nữa. Đi đâu? Mày chắc không? Mày chắc chưa? Nó không chắc. Mày đừng có mà lừa đảo nhá. Mày đừng có lừa đảo trong cái cô này. Không, mà tao không lừa đảo. Em không lừa, nói lừa anh đi. Cái bộ mặt của hai bà này khóc lên 3 tỷ ạ. Rồi, cái bộ mặt của mày cái này tao cũng tha cho mày, đi về. Mày đi về đi. Đúng rồi, mọi người phải yêu thương nhau vậy, đúng rồi. Yêu nhau rồi. Mày ôm anh bốn đúng không? Tao không cho mày đây. Để tao không cho mày. Tao nói chuyện với anh hôn anh bốn. Mày cứ ôm anh bốn mày. Bốn là của tao. Hai đứa chúng mày bị điên à? Hả? Cứ lại ở đây mà đánh nhau à? Nó cứ ôm anh ấy. Cứ lại chúng mày này. Cút ra đi. Ở đây mày đánh nhau à? Liên quan gì đến nhau à? Cút đi. Cút đi. Liên quan gì đánh nhau đâu? Đánh mạnh đi. Mặt tao. Mặt tao. Nhớ mặt anh ấy. Nhớ cái mặt này. Quan về. Thôi đi về nhá. Xong rồi về rồi. Ở đây đánh nhau đi hai đứa. Đánh nhau đi. Đánh nhau đi. Đừng đi đừng đi. Đánh nhau đi. Ông đánh nữa à? Tao về với. Tao về với, đánh nhau đi.